Chị đang ngồi bên tất cả các em. Hôm nay chị sẽ xây dựng công viên cho các bạn hamster. Xây dựng xong bức tường rào khá là chắc chắn thì bây giờ chị sẽ thiết kế trang thiết bị có trong công viên. Ở đây thì chị đã chuẩn bị được một đoàn xe lửa siêu tốc cho các bạn hamster chơi. Và như vậy là chị đã hoàn thành xong công viên dành cho các bạn hamster. Bây giờ chị sẽ giới thiệu nó cho các em cùng xem nhé. Đầu tiên khi mà các bạn ấy vừa bước vào cổng thì sẽ có một cái xe đưa rước. Đây chính là tàu siêu tốc để đưa rước các bạn ấy. Và tàu này thì có thể sử dụng bằng... Đó, nó sử dụng bằng pin và đưa rước một cách tự động. Lại đây với chị nói em. Chạy đi đâu? Lên tàu, chị chở lên tàu. Ui dồi ôi, các bạn ấy chạy thật là nhanh luôn nghe mà. Đó, chị sẽ đặt các bạn ấy lên đây. Sau đó chở các bạn ấy đi vòng quanh công viên để cho các bạn ấy đỡ mỏi chân. Tiếp theo đó chính là tổ hợp khu nhà ăn, phòng tắm và nhà vệ sinh. Các em có thể nhìn thấy một cái phòng tắm rất là lớn đúng không nào? Thêm đồ ăn ở đây thì có đến rất là nhiều loại đồ ăn, 3 chén khác nhau này và một cái khay đồ ăn tổng hợp như thế này. Chén này thì gồm có phô mai, bánh, chén này thì là mực, còn chén này thì là hoa quả sấy. Phía bên đây đó chính là nhà vệ sinh. Chị hy vọng rằng các bạn này là những bạn biết giữ vệ sinh, đi vệ sinh đúng chỗ, không đi vệ sinh tùm lum. Đi vào bên trong thì chúng ta sẽ có tổ hợp khu vui chơi bao gồm cầu trượt, xích đu. Cái này thì chị không biết gọi là gì nữa. Một cái nhà nhỏ nhỏ đây. Wow, các em thấy chưa? Mà đấy rất là chạy rất là nhanh, rất là nghịch ngợm. Còn cái này là vòng quay thiên đường. Chị sẽ bật vòng quay thiên đường cho các em xem luôn nhé. Wow, lên tàu đi nào em ơi. Đó. Muốn lên tàu thì phải mua vé. đã nha. Phải ngồi im trong khoang của mình, không được đi lại lung tung. Đổ tàu. Sau khi tới nơi thì các bạn ấy sẽ tự động bước xuống. Cái vòng quay thiên đường này thì lúc nào mua vé mới được lên ngồi. Còn nếu không mua vé thì chị sẽ không cho lên ngồi, chị sẽ tắt đi. Còn xung quanh là những cái nhà mini cũng như là những khu biệt thự để nghỉ dưỡng. Ai mà có nhiều tiền thì sẽ được nghỉ trong biệt thự đó các em ạ. Còn ai mà có ít tiền thì chỉ được ở phòng trọ mini như thế này thôi. Xin giới thiệu với các em, đây là một bạn hamster. Bạn ấy đã sinh con và con của các bạn ấy cũng khá là lớn rồi, có thể mở mắt. Nhưng mà chị không cho con của các bạn ấy ra chơi đâu, bởi vì so với các bạn còn lại thì các bạn ấy chỉ là con nít thôi. Nếu mà ra chơi sẽ bị các bạn lớn bắt nạt đấy.
Chị chắc chắn rằng các bạn hamster sẽ rất thích khu vui chơi này. Bây giờ chị sẽ cho các bạn ấy vào để xem cảm nhận của các bạn ấy như thế nào nhé. Mặc dù các bạn hamster của chúng ta rất là hiền, tuy nhiên game lưu ý là các bạn ấy là động vật gặm nhấm. Đôi khi các bạn có thể gặm nhấm tay của chúng ta. Để tránh tay bị xước thì chúng ta nên đeo găng tay vào để an toàn, đúng không nào? Tổng cộng bây giờ thì chị có đến hẳn 16 bạn hamster, cho nên thì không thể nào đọc tên hết cho các bạn ấy được. Lên xe nào em, lên xe đến khu vui chơi nào. Bạn này thì mập quá cho nên là đổ cả tàu của chị. Giờ bạn ấy không biết ra như thế nào. Lạc đường rồi, lên xe. Khi nào tàu đến bến thì mới được xuống nhá. Tiếp theo là một bạn này nữa. Như các em có thể trông thấy nãy giờ thì các bạn ấy thật sự là rất vui khi ở trong khu vui chơi này. Mặc dù đây là một khu vui chơi rất tuyệt, nhưng mà chị lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ, trông nom các bạn ấy. Nếu mà chị chỉ cần sơ hở ra một tí xíu thôi là các bạn ấy có thể đánh nhau rồi các em à. Có một bạn đã tẩu thoát ra ngoài. Đâu? Wow, tẩu thoát khi nào mà chị không biết luôn. Hên quá, ở trong đây dù các bạn ấy có tẩu thoát thì cũng không mất đi đâu được. Bởi vì đây là một khu kín và không có các khe hở nhiều. Như game có thể thấy đấy, các bạn ấy rất là phá. Xe lửa mà các bạn ấy làm rớt hết chén đĩa như thế kia thì làm sao mà đi lại được nữa. Một ngày thì chị chỉ để cho các bạn ấy ở trong đây chơi khoảng 1 tiếng đồng hồ, để chạy nhảy cho chân tay khỏe mạnh mà thôi. Không để cho các bạn ấy chơi lâu quá đâu, bởi vì chị cũng không có thời gian rảnh để canh các bạn ấy. Đó, hai bạn kia chuẩn bị đánh nhau đấy game à. Nào ra đây với chị nào. Đầy chỗ chơi, tại sao cứ phải lại gần nhau để đánh nhau, không biết nhường nhịn gì cả. Đấy, bạn này rất hung dữ luôn. Đi đâu cũng đánh nhau đến đấy. Thôi, cho lên phạt, cho đứng lên nóc. Đấy, lên nóc nhà nhá. Úi dồi ôi, thế cái rầm luôn em à. Hai bạn này trước kia là vợ chồng này các em. Bây giờ thì chị không cho sống cùng nhau nữa. Nãy thì chị đã thấy một bạn đi vệ sinh bậy bạ rồi, không đi vệ sinh đúng chỗ. Mà không biết bạn nào để chị có thể xử phạt bạn ấy. Wow, các em thấy các bạn ấy chạy lăng xăng, nhìn rất là thích luôn. Ở khu này thì chị giống như kiểu là một người bảo vệ vậy, không cho các bạn đánh nhau. Ai cũng phải giữ nề nếp kỷ cương, không là sẽ bị ra ngoài ngay lập tức. Đâu? Chỗ nào? Wow, tẩu thoát như thế nào vậy anh tiểu túi? Mới đầu thì chị nghĩ rằng khu nhà ăn sẽ là khu mà các bạn ấy yêu thích nhất. Ai ngờ các bạn ấy lại ham chơi hơn ham ăn, hầu như không để ý đến việc ăn uống gì cả. Bình thường khi mà các bạn ấy ở trong lồng thì các bạn ấy rất là thích ăn, chắc là bởi vì nhàm chán thôi. Wow, có một bạn đã phát hiện ra món đồ ăn ngon, đó chính là mực khô. Chị còn thích ăn mực khô huống hồ bạn ấy. Chắc là đến giờ ăn trưa rồi, cho nên rất là nhiều bạn đói. Khu này rất là vui đúng không em? Ở đây ngắm các bạn hamster thôi, chị cũng cảm thấy hạnh phúc nữa. Mặc dù thấy các bạn hamster vui vẻ hạnh phúc thì chị cũng vui theo. Nhưng mà như tiêu đề của video thì các em cũng đã biết, hôm nay chính là video cuối cùng mà chị thực hiện với các bạn hamster luôn.
Bởi vì sắp tới chị sẽ có những ngày đi công tác rất là dài. Ngày xưa khi mà chị đi công tác thì sẽ có bạn Uyên, Linh hoặc là người nhà của chị chăm sóc cho các bạn hamster. Nhưng mà bây giờ thì nhà chị không có ai cả. Uyên, Linh thì đã về quê hết rồi. Cho nên sắp tới nếu mà chị để các bạn ấy ở nhà chị thì sẽ không ai chăm sóc. Vì vậy chị quyết định sẽ tặng cho các bạn ấy cho những ai yêu quý hamster. Thực ra thì các bạn ấy cũng đã có chủ nhân mới hết cả rồi. Nhưng mà một tuần nữa thì chị mới đi công tác, cho nên là một tuần nữa thì chị mới đưa các bạn ấy đến cho chủ nhân mới. Chị đã chuẩn bị ở đây rất là nhiều đồ ăn, chị sẽ giới thiệu với các em. Mặc dù sắp tặng các bạn ấy đi rồi nhưng mà chị vẫn rất là thương các bạn ấy, cho nên chị đã chuẩn bị ở đây rất là nhiều đồ ăn này nè các em. Món nào cũng ngon, món nào cũng là món yêu thích của các bạn hamster luôn. Chị hy vọng rằng về ngôi nhà mới thì các bạn ấy sẽ hạnh phúc hơn, có người chơi cùng nhiều hơn chị. Tại vì chị bình thường thì khá là bận bịu, thời gian chơi với các bạn ấy thì khá là ít. Còn bây giờ thì video của chị đến đây là kết thúc rồi. Chị sẽ cho các bạn ấy chơi thêm một lúc nữa rồi mới đưa các bạn ấy trở về lồng. Nếu như các em cũng thích video này, hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nhé. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các em lần sau.